Xin chào các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của Kim Châu. Thì có rất là nhiều các anh chị đang quan tâm về dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang Cam Lâm. Thì ngày hôm nay và hỏi cho rằng khi mà dự án cao tốc Bắc Nam hoàn thành thì nó sẽ mang lại lợi ích như thế nào đối với sự phát triển kinh tế tại huyện Cam Lâm. Thì hôm nay cho mượn một bài báo phân tích về sức hút của bất động sản gần đường cao tốc để là một cái minh chứng hay là sở cứu về những cái cơ sở về các bất động sản có liên quan tại gần đường cao tốc. Đối với cái đoạn cao tốc Hà Nội Quảng Ninh Hải Phòng thì nó sẽ làm thúc đẩy giá bất động sản tại khu vực này như thế nào? Thì cho mượn mấy các bài báo này những sở cứu chứng cứ có thật để phân tích giống như là một cơ sở để các anh chị có thể đánh giá về các dự án xung quanh liền kề vệ tinh với khu vực cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang Cam Lâm như thế nào. Thì đây là một bài báo trên trang cà phê ép cafeland.vn, là một cái trang tin về bất động sản khá là uy tín tại Việt Nam. Và đây là một bài báo mới viết vào tháng 5 năm 2021 đã chia sẻ rằng sức hút của bất động sản gần đường cao tốc. Thì yếu tố đầu tiên để đánh giá tốc độ phát triển của một khu vực là nhìn vào hạ tầng giao thông và các chỉ số kinh tế xã hội. Và với bất động sản thì giá trị gia tăng luôn tỷ lệ thuận với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, cụ thể là các tuyến đường, quốc lộ và các cao tốc liên vùng. Có một câu nói rất là hay trong bất động sản, đó chính là đời thay đổi khi đường đổi thay, đúng không ạ? Và ở đây là một con đường cao tốc nữa. Và ở Nha Trang, tổng chiều dài toàn tuyến của đoạn cao tốc Bắc Nam, đoạn Nha Trang Cam Lâm là khoảng gần 50 km. Thì ở Cam Lâm có một đoạn nút giao, thì cái đoạn nút giao này sẽ kết nối lưu thông, đưa những phương tiện giao thông từ đoạn đường cao tốc đi vào Cam Lâm để kết nối ra sân bay quốc tế Cam Ranh cũng như là đi về biển biển nè, cảng biển để thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực này. Thì bất động sản đổ bộ xung quanh các tuyến đường cao tốc, câu chuyện về sự thành công của những dự án khi đón đầu phát triển hạ tầng liền kề với đường cao tốc đã từng diễn ra ở nhiều địa phương chứ không chỉ riêng ở Cam Lâm. Thì trên thực tế, giá đất của các địa phương có đường cao tốc chạy qua đều tăng ít nhất là 3 đến 4 lần, thậm chí có nơi tăng đến 10 lần, điển hình như là các tuyến cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, cao tốc Dầu Giẻ, Ninh Bình, cao tốc Dầu Giây, Phan Thiết, thì đã thúc đẩy bất động sản dọc theo các tuyến đường này tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Và đơn cử là tại tuyến đường cao tốc Hà Nội, Quảng Ninh, trong 5 năm gần đây, thì tổng mức đầu tư của các dự án đã tăng gấp 10 lần so với những năm trước năm 2015. Hay là với tuyến đường vành đai trên đường trên cao đoạn Mai Dịch Cầu Thăng Long, sau khi rào chắn được dỡ bỏ và lưu thông thì thúc đẩy bất động sản khu vực này tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ từ 30 đến 40%. Và được ví như bất động sản liền kề với các đường cao tốc sẽ được ví như là gióng lớn nhanh như thổi. Và các anh chị lưu ý là đặc biệt với các tuyến giao thông đã hiện hữu thì cơ sở sở hữu bất động sản xung quanh tại thời điểm này là rất hữu hạn, bởi vì đây là một miếng bánh ngon mà rất là nhiều nhà đầu tư đã nắm chắc phần thắng và nằm trong khu vực được quy hoạch trở thành khu vệ tinh. Đây đây là một bài báo viết về các dự án xung quanh đoạn cao tốc Long Thành Dầu Giây, và Châu sẽ giới thiệu thêm về đoạn cao tốc Nha Trang Cam Lâm đã chính thức khởi công vào ngày 6 tháng 5 năm 2021, gồm có 4 làn đường, đây thúc đẩy tiến độ. Và đây là hình ảnh này, tổng chiều dài toàn tuyến. Hy vọng đây sẽ là một cái kênh thông tin giúp các anh chị có thêm được sở cứu và chứng minh và thêm niềm tin khi đầu tư bất động sản tại Cam Lâm. Nếu các anh chị có quan tâm đầu tư bất động sản tại khu vực này thì hãy liên hệ với Châu theo số điện thoại Châu 0907 063 246. Châu là chuyên gia tư vấn bất động sản tại thị trường Nha Trang Cam Lâm. Rất vui được hỗ trợ thông tin đầu tư đến các anh chị.